Vừa rồi chúng ta đã vừa được thưởng thức 22 tiết mục với 31 thí sinh, và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi thứ hai cũng không kém phần hấp dẫn, đó chính là phần thi trình diễn catwalk. Và chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình diễn của 69 thí sinh được chia làm 7 tốt thi đấu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mời các thí sinh của chúng ta ổn định vị trí trong cánh gà để chuẩn bị bước sang phần thi thứ hai, phần thi catwalk. Vâng, trước khi đến với phần catwalk trong trang phục dạ hội, chúng ta cùng đến với phần thị phạm trên sân khấu của Trần Tuệ Lâm, quán quân gương mặt tài năng nhí 2018 và bé Bùi Phương Vi. Xin mời. Của Trần Tuệ Lâm và Bùi Phương Vi. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những bước catwalk thiên thần của 69 thí sinh trong trang phục dạ hội. Và mở đầu top thi đầu tiên là thí sinh mang số báo danh 01 Nguyễn Thanh Giang đến từ Vĩnh Phúc. Chúng ta đã cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón thí sinh Nguyễn Giang Thanh, số báo danh 01, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2009 đến từ Vĩnh Phúc. Ước mơ của con là trở thành ca sĩ và người mẫu chuyên nghiệp, đến với cuộc thi Angel Baby trong bộ váy đỏ rực tượng trưng cho một bông hoa hồng đang nở. Con muốn được sải bước trên sàn diễn để làm một thiên thần, đem hạnh phúc đến cho tất cả mọi người và đặc biệt là bố mẹ của con. Bộ váy thiên thần của con giúp con tự tin thể hiện bản thân để giúp con được bay cao, bay xa hơn trên ước mơ của mình. Xin mời thí sinh mang số báo danh 02 Lê Anh đến từ Hà Lộ, Hà Nội. Bé Lê Anh, số báo danh 02 đến từ Hà Nội. Năm nay con 7 tuổi, con là một cô bé năng động và mạnh mẽ. Các môn yêu thích của con là múa hát, nhảy, yoga và vẽ. Con yêu màu đỏ nên đến với cuộc thi này con chọn cho mình chiếc váy mang đậm tính cách của con. Và chúc con tự tin sải bước tại cuộc thi Angel Baby. Xin mời thí sinh mang số báo danh 03 Đàm Diệp An đến từ Hà Nội. Chúng ta đang được theo dõi những bước catwalk của thí sinh Đàm Diệp An đến từ Hà Nội trong trang phục váy dạ hội màu đỏ. Và chúc cho thí sinh Đàm Diệp An của chúng ta sẽ có những bước catwalk thật tự tin trên sân khấu Angel Baby ngày hôm nay. Without you, so lost in a ton of stars, I see nothing but darkness. Without you,
Xin chào mừng thí sinh mang số báo danh 04, Nguyễn Thị Hà Linh đến từ Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Thị Hà Linh, số báo danh 04 đến từ thủ đô Hà Nội. Con rất yêu thích thời trang và mong muốn được sải bước trên sàn diễn như một người mẫu chuyên nghiệp. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, con mang đến một bộ trang phục lấy cảm hứng từ những bông hoa hướng dương với thông điệp hãy sống như những đóa hoa này, vươn lên mạnh mẽ, vượt qua những trở ngại, khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Sải bước ra sân khấu là thí sinh mang số báo danh 05, Lê Thị Ngọc An đến từ Hà Nội. Thí sinh Lê Thị Ngọc An, số báo danh 05 đến từ Hà Nội. Năm nay 7 tuổi, sở thích của Ngọc An là múa, hát và nhảy. Ngọc An yêu màu đỏ và sợ bóng tối. Ngọc An mặc trên mình bộ váy mang tên sắc màu xuân. Bộ váy của Ngọc An lấy cảm hứng ngập tràn khí tiết mùa xuân. Những họa tiết được đính phết tỉ mẩn, tôn bềnh lấp lánh để đề cao nét lộng lẫy không kém phần dịu dàng và tinh tế. Bộ váy giúp Ngọc An mang lại vẻ đẹp thanh lịch quen thuộc, nhưng ẩn giấu trong đó là sự nổi loạn và quyến rũ. Sự thanh nhã không phải là để gây chú ý mà là để gây thương nhớ. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần thi của thí sinh mang số báo danh 06, Nguyễn Hoàng Giang đến từ Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Hoàng Giang, số báo danh 06 đến từ Hà Nội, sinh ngày 9 tháng 6 năm 2012, cao 1m35, nặng 30kg, hiện học sinh trường tiểu học Kim Trung. Con sinh ra và lớn lên tại Đông Anh, Hà Nội. Con là con thứ hai trong một gia đình có bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên. Sở thích của con là đọc sách và chơi thể thao. Hôm nay con đến với đêm thi chung kết trong bộ trang phục áo vest và quần jean, mang đến sự khỏe khoắn và năng động. Con mang đến chương trình thông điệp cuộc sống của chúng ta luôn bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất. Xin chào mừng thí sinh mang số danh 07, Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội, năm nay 5 tuổi, với số báo danh 07. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh đã hóa thân thành một thiên thần xinh đẹp, dễ thương trong bộ váy trắng tinh khôi với chủ đề Angel Baby. Bé mong muốn bộ váy trắng thiên thần này sẽ như những cánh chim hòa bình, mang đến cuộc sống an lành và hạnh phúc đến với trẻ em trên toàn thế giới. Và vừa rồi chúng ta đã cùng được chiêm ngưỡng 7 thí sinh của top thi đầu tiên, và xin mời cả 7 thí sinh cùng sải bước tới gần hơn về phía ban giám khảo và các quý vị khán giả. Xin được chúc mừng 7 thí sinh đầu tiên đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin được cảm ơn tất cả các thiên thần. Xin mời các con lượn phía trong sân khấu để chuẩn bị cho top thi tiếp theo. Xin chào mừng thí sinh tiếp theo mang số báo danh 08, Bùi Bảo Ngọc đến từ Thanh Hóa. Thí sinh Bùi Bảo Ngọc mang số báo danh 08 đang bắt đầu cho nhóm thí sinh thứ hai. Lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời, thiết kế màu vàng rực rỡ với những đường nét đính kết tinh tế, tạo thành những tia sáng chạy dọc theo giá đầm như những tia nắng đang chiếu rọi và ban sự sống khắp nơi. Với thiết kế này, số báo danh 08 Bùi Bảo Ngọc mang đến thông điệp mặt trời luôn tỏa ra ánh nắng ấm áp cho muôn loài. Tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 09, Đỗ Bảo Chi đến từ Bắc Ninh. Thí sinh Đỗ Bảo Chi mang số báo danh 09 đang sải bước kết thúc đầy tự tin trên sân khấu. Bảo Chi đến từ Phù Chân, Từ Sơn, Bắc Ninh.
với khuôn mặt khả ái và bộ trang phục lộng lẫy như thiên thần, Bảo Trân hy vọng rằng sẽ đem đến được sự ấn tượng cho ban giám khảo và toàn thể các quý vị khán giả. Chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Hoàng Bảo Ngọc mang số báo danh 10. Đang phải bước trên sân khấu là thí sinh Hoàng Bảo Ngọc số báo danh 10. Với bộ trang phục màu đỏ với những họa tiết hình hoa sen, thí sinh Hoàng Bảo Ngọc mong muốn đem đến cho chương trình một biểu tượng của sự từ bi và đặc biệt là trong tháng 7 tới. Và hy vọng rằng thí sinh Hoàng Bảo Ngọc với bộ trang phục về sen sẽ để lại ấn tượng với khán giả. Và thông điệp của thí sinh Hoàng Bảo Ngọc muốn gửi tới cho chúng ta đó chính là hãy luôn yêu thương và trân trọng người mẹ của mình và cũng luôn luôn hướng đến tấm lòng của mình đến những cái tâm lương thiện và trong sáng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thúy Huyền mang số báo danh 11. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Thúy Huyền số báo danh 11, con sinh mùng 4 tháng 12 năm 2013. Thúy Huyền là một cô bé ấm áp được mọi người gọi là công chúa vạn người mê với vẻ đẹp khả ái. Bộ trang phục hôm nay con mặc được lấy ý tưởng từ những nàng sớm mai của bình minh rực rỡ với sắc vàng tươi mới như chính nguồn năng lượng mà con mang đến cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Đặng Tài Anh mang số báo danh 12 đến từ Hà Nội. Thí sinh Đặng Tài Anh số báo danh 12 đến từ Hà Nội. Năm nay 11 tuổi, Đặng Tài Anh hóa thân thành một chàng hoàng tử lịch lãm, tự tin trong bộ vest trắng sang trọng và quý phái. Với sải cánh dài trên vai, chàng hoàng tử điển trai này mong muốn tất cả các thiên thần xinh đẹp của group ngôi sao hướng dương sẽ ngày càng được tỏa sáng và bay cao bay xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh mang số báo danh 13 Trần Minh Hằng. Năm nay Trần Minh Hằng 8 tuổi và con đến từ Thanh Hóa. Trần Minh Hằng đang mặc trên mình bộ trang phục màu hồng công chúa với những họa tiết vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính toát lên một vẻ đẹp của một người con gái vô cùng trong sáng. Và hy vọng rằng với bộ trang phục này, Trần Minh Hằng sẽ đem đến những nét đẹp tự nhiên và thuần khiết nhất dành cho các bạn nhỏ đúng như tinh thần là Angel Baby trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 14, Nguyễn Ngọc Tâm An đến từ Hải Phòng. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Ngọc Tâm An số báo danh 14. Nguyễn Ngọc Tâm An đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Đến với đêm thi hôm nay, con mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng cam được điểm họa tiết hoa hồng. Hoa hồng tượng trưng cho sự bay bổng vừa duyên dáng, vừa rạng rỡ và có một chút gì đó là màu của nữ tính. Diện váy hồng giúp con trở nên đáng yêu và thân thiện hơn. Và quý vị đang được chiêm ngưỡng 7 thiên thần của top thí sinh thứ 2 trên sân khấu và xin được mời cả 7 thí sinh. Chúng ta sẽ cùng sải những bước catwalk tiến lại gần hơn với ban giám khảo và khán giả.
Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho top thí sinh thứ hai đã hoàn thành xuất sắc phần thi catwalk của mình. Xin được cảm ơn nhóm thí sinh thứ hai và xin mời cả 7 thí sinh bước vào phía trong sân khấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Phạm Hương Giang mang số báo danh 15 đến từ Hà Nội. Thí sinh Phạm Hương Giang số báo danh 15 đang mở đầu cho nhóm thí sinh thứ ba. Hương Giang có chiều cao nổi bật so với các bạn đồng trang lứa. Mới 10 tuổi nhưng cô bé có chiều cao nổi trội 1m55. Đến với cuộc thi, Hương Giang đã chọn cho mình bộ trang phục dạ hội đuôi cá lộng lẫy. Bộ trang phục có tông màu chủ đạo là màu đỏ, chất liệu cao cấp, tinh xa, đính kết óng ánh, thiết kế body ôm sát, kết hợp với phần tà hai bên, tạo nên sự kiêu sa cho bộ dạ hội. Đến với cuộc thi Thiên Thần Baby, Hương Giang mong muốn gửi đến thông điệp hãy nở nụ cười để chúng ta cùng tỏa sáng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 16, Đặng Châu Anh đến từ Hà Nội. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Đặng Châu Anh số báo danh 16. Cô là một nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu trong bộ váy đỏ lộng lẫy. Và Đặng Châu Anh 5 tuổi đến từ Hà Nội là một cô bé vô cùng thông minh, cá tính. Châu Anh muốn chọn bộ trang phục màu đỏ rực rỡ với mong muốn tất cả các thí sinh tham dự vòng chung kết Angel Baby ngày hôm nay đều là những người chiến thắng. This light upon your face, you gave it all with joy and grace when I found you. Xin chào mừng thí sinh tiếp theo mang số báo danh 17, Vũ Bảo Trang đến từ Hà Nội. Thí sinh Vũ Thảo Trang số báo danh 17 đến từ Hà Nội chọn cho mình bộ trang phục nhẹ nhàng mà tinh tế. Bảo Trang hiện đang là học sinh, đang học cấp học mầm non. Cô bé có tính cách dịu dàng, yêu kiều. Và hôm nay, bé chọn cho mình chiếc đầm xòe nhẹ nhàng, trắng tinh khôi, được nhấn bởi những viên đá pha lê lóng lánh như những nàng thiên thần trong truyện cổ tích. Bộ trang phục nằm trong thiết kế mới nhất của Gera Boutique. Đến với cuộc thi, Bảo Trang muốn gửi gắm những điều trong sáng nhất, hồn nhất của lứa tuổi mầm non để khoác lên ước mơ vươn mình ra biển lớn. Cùng chào mừng thí sinh tiếp theo mang số báo danh 18, Lê Hồng Ngọc đến từ Hà Nội. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Lê Hồng Ngọc số báo danh 18 đến từ Hà Nội. Thí sinh Lê Hồng Ngọc khoác trên mình một bộ trang phục dạ hội cá tính làm bằng chất liệu von mềm mại với tông màu chủ đạo là màu đen. Thí sinh mong muốn đem đến cho chúng ta một thiết kế với nghĩa sức mạnh về quyền lực và cả sự huyền bí nhưng chứa trong mình một vẻ đẹp lẫy và kiêu sa. Hy vọng rằng với những bước catwalk đầy tự tin của mình, thí sinh Lê Hồng Ngọc số báo danh 18 sẽ để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 20, Dương Nguyễn Bảo Trân đến từ Hà Nội. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Dương Nguyễn Bảo Trân đến từ Hà Nội. Thí sinh Dương Nguyễn Bảo Trân năm nay 6 tuổi, đang là học sinh lớp 1. Với bộ trang phục với tông màu trắng chủ đạo, đính kết những viên kim cương trên bộ trang phục. Cùng với đó là đôi cánh màu trắng kết hợp với vương miện màu trắng toát lên vẻ tinh khôi, duyên dáng và nữ tính và cũng không kém phần quyền lực của mình. Hy vọng rằng với những bước đi vô cùng đáng yêu và yêu kiều của mình, thí sinh Dương Nguyễn Bảo Trâm, số báo danh 20 sẽ có thể gây ấn tượng với quý vị khán giả. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Nguyễn Song Thư, mang số báo danh 21. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Song Thư, số báo danh 21. Nguyễn Song Thư đến từ Hà Nội. Song Thư hiện đang học trường mầm non. Tuy mới 5 tuổi nhưng cô bé đã rất tự tin sải bước catwalk trên sân khấu.
Đến với cuộc thi này, cô bé hóa thân thành nàng thiên thần yêu kiều, lộng lẫy trong chiếc váy đỏ rực rỡ, kèm theo chiếc mũ càng tôn thêm vẻ kiêu sa của cô bé. Đến với cuộc thi, Song Thư mong muốn gửi đến thông điệp: hãy trao nụ cười để nhận yêu thương. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 22, Nguyễn Lê Phương Thảo đến từ Hà Nội. Đang bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Lê Phương Thảo đến từ Hà Nội, xuất hiện trong bộ tầm dạo hội mới nhất của model Phương Thảo. Và thí sinh đã thể hiện được một vóc dáng chuẩn cong dáng đầm xòe đuôi cá với sắc màu vàng ánh kim sang tôn lên vẻ sang trọng và yêu kiều. Với những bước đi vô cùng tự tin của mình cùng với màu sắc óng ánh và lung linh của bộ trang phục, hy vọng rằng Nguyễn Lê Phương Thảo sẽ thực sự tỏa sáng như một vì sao trong buổi tối đêm chung kết Angel Baby ngày hôm nay. Và chúng ta đã cùng ngắm nhìn lại 7 gương mặt của nhóm thi thứ 3 của buổi tối ngày hôm nay. Và xin mời 7 thí sinh cùng sải bước những bước tự tin nhất lên phía trên sân khấu. Xin được chúc mừng nhóm thí sinh thứ 3 và xin mời 7 thí sinh cùng lui ở phía trong sân khấu. Tiếp theo, xin mời thí sinh mang số báo danh 23, Dương Tuyết Nhi. Thí sinh Dương Tuyết Nhi, số báo danh 23 đến từ Quốc Oai, Hà Nội. Mặc trên mình chiếc váy da hội trắng xòe lấp lánh ánh kim được làm bằng chất liệu gấm. Cùng với đó là những họa tiết lung linh đính kết bởi những bông hoa trắng. Hạt đắng trai làm cho hình ảnh của bé trở thành thiên thần lộng lẫy trong mắt mọi người. Thông điệp mà bé Tuyết Nhi muốn gửi gắm tới các bạn thiên thần nhỏ đó là: đừng để những ước mơ mãi chỉ nằm trong cuốn truyện tranh. Các bậc phụ huynh hãy dành tặng những món quà thực tế nhất để bạn biết nên rằng, để bạn biết rằng trên đời cổ tích cũng là câu chuyện có thật. Xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 19, Nguyễn Ngọc Hà Vi đến từ Hà Nội. Đã xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Ngọc Hà Vi đến từ Hà Nội. Với tông màu chủ đạo là màu đỏ, cùng với bộ váy kim sa lấp lánh, với đuôi váy xòe bồng tạo nên sự yêu kiều quyến rũ của bé. Và với Angel Baby trong đêm chung kết ngày hôm nay, thí sinh Hà Vi mong muốn được kết nối và giao lưu với tất cả các bạn nhỏ để giúp góp phần phát triển group ngôi sao hướng dương của chúng ta trong tương lai. Xin chào mừng thí sinh mang số báo danh 24, Nguyễn Trịnh Anh Thư đến từ Hà Nội. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Trịnh Anh Thư, số báo danh 24. Nguyễn Trịnh Anh Thư sinh ngày 12 tháng 7 năm 2009. Bộ trang phục mà Nguyễn Trịnh Anh Thư đang mặc trên người là bộ trang phục lấy ý tưởng từ Phượng Hoàng Lửa, một biểu tượng vĩnh hằng của cái đẹp. Sự duyên dáng và thần thánh trong trang phục được dùng bởi màu đỏ với chất liệu vải cao cấp, được những sợi tơ lông vũ gắn kết rất cầu kỳ. Thiết kế bồng bềnh hở hai vai rất hợp, tạo nên một sự quyến rũ. Khi khoác lên mình bộ trang phục, ta sẽ thấy sự uyển chuyển, sự kiêu hãnh. Và cùng với đó là những chiếc lông tơ gắn trên đầu tạo nên những màu sắc đỏ của Phượng Hoàng Lửa vô cùng quyền lực và quý phái. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 25, Nguyễn Đặng Tuệ Lâm. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Đặng Tuệ Lâm, số báo danh 25, với chiếc váy dạ hội được làm bằng chất liệu mềm mại, voan và lụa. Thiết kế kết hợp màu sắc hài hòa giữa màu đen chủ đạo, có điểm phần họa tiết màu kem, đem lại vẻ sang trọng và lộng lẫy cho bé.
Chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 26, Lê Thanh Thảo đến từ Thanh Hóa. Đang sải bước vô cùng tự tin trên sân khấu là thí sinh Lê Thanh Thảo, sinh năm 2013, đến từ thành phố Thanh Hóa. Với chiều cao 1m14, nặng 21kg, số đo 3 vòng 56, 55 và 64. Thanh Thảo đang diện trên mình bộ trang phục dạ hội màu vàng, lấy ý tưởng từ mùa hè nắng vàng rực rỡ, đem đến sự tươi tắn, tự tin và tỏa sáng. Chúng ta cùng đến với phần dự thi của Hoàng Hồng Anh, mang số danh 27. Đang xuất hiện sân khấu là thí sinh Hoàng Hồng Anh, số báo danh 27, với bộ trang phục công nương hồng trắng. Cô nàng mang trên mình bộ trang phục với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng những họa tiết hoa hồng chìm nổi tinh xảo, phụ kiện lấp lánh. Dáng đi của Hồng Anh thật uyển chuyển trong chiếc váy bồng bềnh. Phải chăng nàng như một nàng công nương kiêu sa giữa cánh đồng hoa hồng trắng? Hoàng Quốc Thịnh mang số báo danh 28. Đang xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Hoàng Quốc Thịnh với bộ trang phục bạch mã hoàng tử với tông màu trắng là chủ đạo, kết hợp cùng với những phụ kiện đặc sắc đã phần nào thu hút được sự chú ý của ban giám khảo cũng như quý vị khán giả. Hơn thế nữa, cùng với dáng đi catwalk mạnh mẽ, Quốc Thịnh mang dáng vẻ của một vị hoàng tử anh tuấn đầy kiêu hãnh. Có chăng chàng cưỡi trên con bạch mã tìm kiếm nàng công chúa của đời mình chăng? Và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón 7 thí sinh của top thi tiếp theo của chúng ta. Và xin mời 7 thí sinh hãy cùng bước lên sân khấu để sải những bước catwalk đầy tự tin của mình. Xin cảm ơn top 7 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và xin được mời cả 7 thí sinh lùi vào phía trong sân khấu. Bạch Tường Vi đang trình diễn bộ sưu tập mang tên Huyền Thoại của thương hiệu thời trang cao cấp Đắc Ngọc Designer House, với bộ trang phục mang phong cách hoàng gia quý tộc, biến mẫu nhí Tường Vi trở thành nàng công chúa. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ giấc mơ thiên thần của trẻ thơ, luôn mong ước được đắm chìm trong thế giới cổ tích, trở thành những công chúa xinh đẹp, lộng lẫy và xa hoa. Chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 30, Nguyễn Thị Như Đào đến từ Vĩnh Phúc. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Thị Như Đào, số báo danh 30 đến từ Vĩnh Phúc. Lấy cảm hứng từ những thiên thần với màu trắng trong suốt kiêu sa. Màu trắng là màu yêu thích của con vì màu trắng thể hiện sự trong sáng, đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ. Với chi tiết sải đùi cao làm tôn lên đôi chân dài và sự uyển chuyển trong từng bước đi. Chúng ta cùng đến với thí sinh mang số danh 31, Tống Tuệ Lâm đến từ Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ đón thí sinh mang số danh 31, Tống Tuệ Lâm. Trong đêm chung kết, trang phục dạ hội mà model Tuệ Lâm đã chọn cho mình là một chiếc váy đến từ nhà thiết kế Huyền Trương. Chiếc váy trắng bồng bềnh được lấy ý tưởng từ mây,
Những đám mây trên bầu trời thể hiện cho sự nhẹ nhàng, tinh khiết, sự bồng bềnh và kiêu kỳ, tưởng xa mà lại rất gần. Và qua phần thể hiện này, Tuệ Lâm mong muốn đem đến thông điệp mỗi bé sẽ là một thiên thần và hãy giữ cho bé sự hồn nhiên, bồng bềnh của chính độ tuổi của các con giống như những đám mây thật trong sáng và không hề xa xôi. Và mắt của chúng ta hãy trân trọng và yêu thương tất cả các con. Xin chào mừng thí sinh tiếp theo mang số danh 32, Đôn Thị Tuyết Nhi đến từ Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Đôn Thị Tuyết Nhi đến từ Hà Nội với số báo danh 32. Trang phục dạ hội của Tuyết Nhi đem đến cho chương trình lấy màu đỏ làm màu chủ đạo, tượng trưng cho cá tính mạnh mẽ và quyền lực. Thiết kế trang phục đuôi cá với điểm nhấn là phần lông vũ làm nổi bật đường nét cơ thể, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Khát khao có được sức mạnh, chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa để đem niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống này. Tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 33, Nguyễn Anh Thư đến từ Hà Nội. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Anh Thư đến từ Hà Nội với trang phục với tông màu chủ đạo là màu đỏ với rất nhiều những đường tà ở trên váy tùng áo của mình. Và thí sinh Nguyễn Tuyết Nhi mong muốn đem đến sân khấu của chúng ta ngày hôm nay một sự cá tính năng động đúng với tinh thần trẻ thơ của con. Và hy vọng rằng với bộ trang phục này, thí sinh của chúng ta sẽ đem lại được ấn tượng cho quý vị khán giả. Thí sinh mang số báo danh 35, Nguyễn Ngọc Dương Cầm đến từ Hà Nội. Đang sải bước trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Ngọc Dương Cầm, số báo danh 35. Nhắc đến thiên thần, bạn đều liên tưởng đến điều gì? Một bộ váy trắng song suốt, một đôi cánh hay những vòng hoa duyên dáng? Vậy thì đây hẳn là một điểm nhấn mới lạ từ cô gái gái mang tên Dương Cầm. Lấy cảm hứng từ nàng công chúa đầy bí ẩn, cá tính và kiêu hãnh nhưng không kém phần duyên dáng, cô gái nhỏ này luôn đắm mình trong các vũ điệu âm nhạc, nhún nhảy bất cứ đâu và luôn mở rộng tầm mắt ngắm nhìn thế giới. Dương Cầm là một thiên thần tràn đầy năng lượng và là sứ giả lan tỏa cảm hứng cho mọi người. Đón thí sinh mang số báo danh 36, Nguyễn Vi Anh đến từ Vĩnh Phúc. Con có khả năng về ngôn ngữ và ước mơ trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai. Vi Anh đang mang trên mình bộ trang phục dạ hội thật lung linh, được lấy ý tưởng từ dòng sông Ngân Hà. Bộ trang phục thể hiện sự ngây thơ trong sáng của một nàng công chúa và con muốn theo đuổi một hình tượng dịu dàng, trong sáng trong tương lai. Nổ một tràng pháo tay thật lớn dành cho top 7 thí sinh của nhóm thi thứ 5 và xin mời cả 7 thí sinh cùng sải bước tới gần hơn quý vị khán giả và ban giám khảo. Xin được cảm ơn top 7 thí sinh và xin mời cả 7 thí sinh lùi ở phía trong sân khấu.